Hi, xin chào các bạn. Lần nào mình về Việt Nam, mình cũng đi Tràng An. Nếu như ai đang sinh sống ở nước ngoài mà chưa đi Tràng An bao giờ, thì các bạn có cơ hội về Việt Nam, thì các bạn hãy lên đi Tràng An du lịch. Tràng An là một nơi núi non hùng vĩ, cảnh rất đẹp và những cái hang động thiên nhiên rất chi là hữu tình. Các bạn đến đây, các bạn cảm thấy nó rất chi là thanh bình như các bạn. Có súng đẹp. Ở đây cũng có quán bán nè. Đây cũng có quán bán đồ này. Chọn bên đây vì chú má mì chụp cho. Đẹp lắm. À, u đây cũng đầy cá đây này. Ở đằng kia cũng đầy cá, đây cũng đầy cá. U đây cũng đầy cá luôn này. Cầu này hầu như ai người ta thích ra đến đây vẫn chụp. Đằng kia cũng cá rô phi này. À, đằng kia cũng cá thác giống. Nó bắt được con cá kìa. Ồ, đấy là con cá. Con đấy nó đâu bắt được cá chép rồi. Cá chép to rồi bắt được. Đàn canh nhập. Đây mà đúng là mưa các giấc núi nó xuống thì nước lên cao thì không thể nào bắt được. Nước đục ngầu luôn. Bởi vì nó không hẳn là đá, hẳn là vẫn có đất. Nhưng hôm nay là mình đi được, thời tiết quá đẹp. Quá đẹp. Không nóng, lạnh, không lạnh, không nóng. Mà không đông người. Không ấy, rất đẹp. Quá đẹp. Thời tiết này đi perfect luôn. Là lấy cái quả mít đó, buộc vào cái cây kìa. Buộc quả mít vào cái cây kia là cây nhãn hay cây gì không biết. Cây bối ạ. Có sao đi quả mít lại buộc vào đấy? Để nghịch đấy. Vì anh em ấy kéo cây mít lên nó trồng ấy. Ồ. Đốn trồng có quả buộc vào đấy, kéo nghịch. Được trồng nhờ. Sớm. Nhìn cái đáy luôn ấy. Nhìn cái đáy. Nước này không lo lo như ô nhiễm. Nó cùng nhiệt huyết cả luôn. Cái này ăn thanh bình, thích nhỉ. Ngày trước mà chưa khai thác du lịch là trong này còn trồng lúa, còn đi vào đây để chở lúa ra ấy nhỉ? Vâng, đây là toàn bộ ruộng này. Vâng. Đang trồng lúa ở đâu anh? Ở dưới đây ăn lại đây. Xe này. Đây là nó không có nước rồi. Đây. Hồi xưa đây là ruộng. Xong người ta đào ra để ra thành á. Ồ, đây anh bảo đây, hồi xưa đây mới là nước ở dưới này. Nông. Hoặc là có thì nó cũng tích lại được. Nhưng bây giờ người ta làm đập thì nó phải nước giữ lại rồi. Đây chị nhìn quay ở dưới được. Ờ. Và ngày trước mà lúc mà đi mua, em lên đi làm đi mua cái giấy vụn của các trường học á, là còn đi lúc ấy chưa khai thác du lịch này, còn đi vào trong này để đấy. Đấy về em cũng đi rồi. Và đi từ lúc con chưa khai thác du lịch cơ. Wow. Thì được 2 năm chưa được. Chưa. Bắt đầu khai thác là từ năm khởi công 2003. Mới đây à? Vâng. Anh gần 20 năm rồi. Thế lại còn mới. 21 nữa. Anh chờ anh ở đây, anh buổi trưa ở đây, anh kiểu mỗi một lần đi khác tí anh không nhớ. Đó. Anh không nhớ này. Mỗi lần đi nước khác tí, anh không nhớ, nhưng lại lâu quá rồi anh quên. Con chưa, con chưa. Cuốc đúng không? Đúng. Cuốc đen đấy hả? Đó. Đằng trước. Ồ, nó chặt. Con cuốc là con gì? Con chim, nó kêu cuốc, chim cuốc á. Đẹp nhỉ. Thật. Này, quay như này mà nếu mà bỏ Hạ Long người ta cũng nghĩ là kiểu không, kể cả Hạ Long nó cũng có nước chứ. Mình kiểu như yếu là anh mặc áo vào.
Sơn Đòn của mình nó còn phải sức khỏe mới được vào. Ở Cát Bà, có một cái núi lên trên đấy mà nhảy thừng để nhảy xuống dưới biển. Mà cái thằng có một cái hộp em đi là cái ông hướng dẫn nói là có một người Việt và một người Tây nhảy được. Nhảy cái độ cao thế là ví dụ như là phải thả lỏng như nào và đến cái đoạn nào mình phải co người như nào thì đến lúc mà mình xuống đây mình không bị mình không bị đập xuống nước mình vỡ phổi cũng không, nếu không biết là sẽ bị đập xuống đây là sẽ bị vỡ phổi đấy, không đơn giản. Người ta cũng kiểu như là một hôm ấy nào đi ông Nguyễn Viên nói là có một người đẹp hơi đào đẹp nhỉ. Cái thời xưa cái nước nó cao phải không thì nó mới có những cái hang này chứ, nó mới lỗ lỗ thế này chứ anh nhỉ. Chứ hồi xưa mà nó lên không cao thì làm sao mà đấy. Núi nào là những trước mặt đây, trước mặt đây hả? Đẹp. Hai bên là nước. Thì xưa các vua chúa vào đây phải có nước, có thuyền mới vào đấy chứ, chứ không phải tự nhiên là vua chúa vào đây đâu. Đâu vua chúa ở đây à? Ngày xưa thì đấy những cái đền động này là người ta cũng vào đây rồi. Làm vua làm chúa hồi xưa sướng nhỉ? Thế cả đâu là bắt bao nhiêu nghìn người đào ở đấy? Vua chúa cũng không bắt ngày xưa thì đẹp lắm rồi, ngày xưa là bắt gỗ, vua chúa nó có bắt sứ như vậy thôi. Không bắt như vậy thôi. Đây hoa súng không ai trồng tự nhiên nó lên đẹp nhỉ? Ta cũng trồng á. Em tưởng nó thả mà. Ừ, nhưng mà người ta cũng phải trồng cho nó điểm và người ta phải cấy vào lên này. Chứ còn nếu mà người ta mà không tỉa bớt đi thì cũng là mấy năm này đầy hết cả. Thế à? Thế để cho nhiều cho đẹp tại sao? Nhiều quá không đẹp. Cái có vẻ cái hoa súng này là ăn lẩu cá linh đấy không? À, đấy ở trong cái này là đấy là ăn lẩu cá linh đấy. Đi đi miền Tây em ăn lẩu linh mà ai ngon đặc sản đấy, nhưng mà bông gì điền điền. Đây bông điền điền cũng có, bông súng cũng có. Trong Nam nó cũng hoa chuối, rồi cũng có hoa chuối. Anh biết cái cá linh này cái cá gì không? Cái cá linh này giống như là cái con cá cá cám. Cá làm mắm ở trong cái vỏ chai nước mắm này. Cái con cá linh. Cá linh nhỏ. Nó nhỏ giống như là cá suối ở trên Sapa ở dưới mình ăn đấy. Đấy trắng trắng nên nó nhỏ nhỏ như vậy. Đó. Cá này hôm nọ thì đi miền Tây là mỗi một đi một vùng là người ta cho ăn đặc sản ở cái vùng đó, nhưng mà trên thực tế thì mẹ con nhịn đói bởi vì nó nâu ngọt như đường không ăn được. Bỏ qua. Cứ đi đến đấy, trông ngon hoành tráng. Đây, hoa súng đẹp nhỉ. Đây toàn rô phi. Ồ thế à? Đây này, rô phi à? Toàn cá rô phi. À thế à? Úi giời, câu. Ở gần những cái hoa súng súng này, những cái rêu rơi rong nhiều cá lắm. Đây nó không... Thực sự là rất nhiều cá. Đi cái tour mà miền Tây cũng thích lắm, chung đúng là cứ đi một tỉnh thì người ta lại cho ăn cái đặc sản của cái tỉnh đó. Thế nhưng mà mình không biết ăn đâu. Cứ đi sang cái tỉnh nào người ta lại cho cái đặc sản tỉnh đó.
căn bản là mình không quen đâu. Công nghệ gì mà ở đây người ta làm cỗ. Có nhiều người ăn lắm, ăn hầu như hôm nào mà thấy mọi người ăn hết nửa, một nửa của họ. Ô, con dê kìa. Con dê. Dê cần nuôi rồi. Ừ, dê người ta nuôi. Đây nuôi xong rồi thường thường là... Con dê của Su Dân kìa. Đây. Dê đấy. Đây tuổi dê. Đây vì nó cứ tính ra đó, nó có lỗ thôi. Đó, nó là bất. Ngươi cho nó là bất tí. Cái hồi xưa là những cái này là lợp nhà phải không? Những cây cỏ này. Cái cây này người ta làm gì? Em nghĩ là người ta chỉ có làm rơm đốt ngày xưa phải không ạ? Nấu cơm cha. Em tưởng nó khô xong người ta cứ để ra giống như là kiểu như là bó mã. Đẹp nhỉ. Đây quá hình này vị. Quả năn. Cái quả năn này là làm. Có phải là cái củ ấu đó. Châu bò. Em tưởng cái đấy là củ ấu. Ô, chứng tỏ đây có người ở, người ta mới có dê ở đây anh nhỉ? Nhà anh Nam nhỉ, chứng tỏ có dê kia là phải có người dân ở nên người ta không có dê. Đẹp. Một thời gian thì người ta lại mang vào đây bắt. Gọi là kiểu cái người du lịch này. Thế nó mới. Ô là của người du lịch người ta thả vào đây. À, chứ không phải của người dân. Du lịch. Nhiều quá thì người ta cũng phải bán như vậy. Coi như là gọi đây là gọi là dê rừng đấy hả? Ở đây là dê rừng đấy đúng không? Gọi là dê rừng đấy. Gọi là hoang dã. Dê hoang dã là dê rừng. Ồ, ngon hơn là dê nuôi. Đẹp nhờ. Ồ, quá hùng vĩ. Và núi nhỉ. Và vách núi tự dưng lại có mấy cái lạch lướt. Thế này hay. Lúc mà khai thác ra cái chỗ này du lịch cái tỉnh Lâm Đồng ấy. Thế à? Ôi. Cái đầu kính mà nó bay vào mắt được. Em không biết là cái nước, lấy cái nước này. Lấy cái nước này ngâm thấm thấm vào nước. Thế anh tự nhảy nó, anh nhảy nó. Sắp rồi vậy. Nó mới nhìn thấy thịt này. Nhảy một tí có thể nó ra. Mà có chẳng hạn, có thể là anh ấy ra rồi, có thể là nó ra, đợi một chút đã, ra rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi, em rồi. Ra rồi. Cái kiểu như cái lông mi của mình nó rụng ra đấy, nó rụng vào, đâu, cứ để thì em tí em, đâu không, có thể ra rồi. Nhắm đi nhắm lại. Được, đầu non này là gáy là ngon nhất.
được.